chật vật tìm kiếm cơ hội thổi còn vô danh. Biên U sắc bị 100 đoàn phim từ chối. Thì ra quá đẹp cũng là cái tội. 10번 이상은 떨어졌던 것 같은데. 계속 떨어졌어요. 이렇게까지 떨어져도 되나 싶을 정도로 거의 맨날 떨어졌었어요. Song Joong Ki diễn vai nói một câu thoại mà bị chất vấn đủ điều. Hiện tại họ đều là những ngôi sao có tên tuổi, có chỗ đứng, thậm chí là những ngôi sao hạng A, hạng S của K-pop, nhưng thổi mới vào nghề tất cả đều trải qua rất nhiều chật vật, thậm chí có người suýt thì bỏ cuộc luôn đấy. Biên U Sắc đang gây sốt khi diễn xuất cực ấn tượng trong bộ phim Lovely Runner. Thành công bất ngờ này giúp cho danh tiếng anh chàng tăng vọt sau thời gian dài ngụp lặn, thậm chí mờ nhạt trong cả dàn trai đẹp phim Hàn. Để đi đến ngày hôm nay, chàng Mỹ nam chân dài này đã từng trải qua rất nhiều cay đắng. Anh từ người mẫu được đàn anh Hong Seok Jeon khuyến khích nên đã quyết định lấn sân sang nghề diễn viên. Thế nhưng dù chuẩn bị rất kỹ càng thì anh chàng vẫn gặp trở ngại lớn vô cùng. Biên U Sắc tâm sự, tôi đã phải đối mặt với sự từ chối trong các buổi thử vai hơn 100 lần. Cảm giác như lần nào tôi cũng thất bại, đến mức tôi tự hỏi liệu mình có thể chịu đựng được những thất bại liên tiếp như vậy không. 몇 년 안에 안 된다. 어머, 뭐 이런 얘기도 많이 들었고. 사실 근데 진짜 nam diễn viên còn từng tiết lộ rằng mình đi casting 30 lần một tháng nhưng đều thất bại, mà lý do khiến anh bị từ chối vì nhan sắc quá nổi bật. Việc thừa nhan sắc nhưng thiếu khả năng khiến anh nhận về nhiều cái lắc đầu. Tuy nhiên nhờ không ngừng cố gắng mà sau cùng, Biên U Sắc đã thành công chinh phục khán giả, trở thành cái tên nổi bật trong dàn Mỹ Nam 9X làng phim hiện nay. Song Joong Ki đang nằm trong top sao lương cao và được trọng vọng nhất trong K-pop, nhưng để đi đến hôm nay anh cũng trải qua không ít trở ngại. Tài tử Vincenzo nhớ lại khoảng thời gian bắt đầu con đường diễn xuất bằng các vai phụ và gặp khó khăn trong việc tìm kiếm kịch bản bởi lúc đó anh không có công ty quản lý và đang làm việc tự do. Khi đó anh được giao cho vai diễn phóng viên với một dòng thoại trong một bộ phim truyền hình phát sóng năm 2007. Trong quá trình quay phim, tài tử họ Song đã rất hào hứng và không hề lo lắng, tuy nhiên anh chợt vỡ mộng bởi sự cạnh tranh khốc liệt của làng giải trí. Tôi được đóng một vai trong Reporter 3 và những nghệ sĩ của Reporter 2, Reporter 3 kéo tôi ra một góc và hỏi sao tôi có được vai diễn này. Tôi không biết tại sao họ lại hỏi vậy nhưng sau đó tôi nhận ra sự cạnh tranh trong ngành thực sự khốc liệt. Kim Sơn Ho là một trong những soái ca nở muộn của màn ảnh Hàn khi bước qua tuổi 30 vẫn đang đóng phụ trên màn ảnh nhỏ trong khi anh đã ra mắt từ năm 2009. Nguyên nhân là vì Kim Sơn Ho đóng đinh ở lĩnh vực nhạc kịch tận 8 năm và dù rất muốn lấn sân sớm hơn nhưng anh không có cơ hội. Anh nhiều lần tìm kiếm cơ hội diễn xuất nhưng không thành. Năm 2017, ở tuổi 31, anh mới lần đầu xuất hiện với vai phụ, sau đó tiếp tục đóng như vậy vài phim nữa, mãi tới năm 2020, anh mới đột phá sau vai nam 8 trong bộ phim Khởi nghiệp đóng cùng Suzy. Hiện tại, Kim Sơn Ho đã là nam thần nổi bật có chỗ đứng trong K-pop rồi. Trước khi được công chúng chú ý sau vai nữ chính Hong Cha Jung trong Vincenzo, Jung Jae Bin gần như từ bỏ ước mơ trở thành diễn viên. Theo đó, khi đã 26 tuổi cô mới tình cờ có cơ hội đóng phim. Nữ diễn viên đã phải trung thành nhiều năm với dòng phim độc lập để từ đó tìm kiếm cơ hội, tiếp cận mảng truyền hình. Cô từng tâm sự rằng bản thân đã phải nỗ lực rất nhiều để theo đuổi niềm đam mê diễn xuất trong môi trường đào thải khắc nghiệt của làng giải trí xứ Hàn. Dù yêu nghề cháy bỏng nhưng Jung Jae Bin vẫn khá lý trí khi tự đặt giới hạn cho bản thân. Cô tự hứa rằng sẽ từ bỏ công việc diễn viên nếu đến độ tuổi 30 mà chưa có thành tựu hay không thể kiếm sống bằng nghề. May mắn thay, Jung Jae Bin đã tỏa sáng trước thời hạn.